Thank you.
công trình trong thế giới 3D tạo tài nguyên chế tạo chiến đấu hoặc một cái độ có sẵn sẽ bắt đầu sinh tồn. Khi mà người chơi có thể tìm tài nguyên xây dựng thế giới và duy trì sức khỏe công sức tạo ra, nó không phải là tự nhiên. Tiền gỗ mà đá để tạo ra các khối của tự thuộc vào độ khó của game mà bắt đầu sinh ra đồng thời xuất hiện những nơi có tâm hoặc ban đêm. Người chơi có thể tìm nước bí ẩn chế tạo vũ khí quần áo các vật dụng chế tạo ra chiến đánh bại quái vật và dụng cụ làm nông giúp cho việc thu hoạch tìm kiếm nông dân để trao đổi hàng hóa giết các quái vật sẽ tăng kinh nghiệm số lượng càng nhiều và chế tạo càng mạnh tìm kiếm con rồng Ender tiêu diệt.